Có thể nói rằng Erling Haaland đang là một trong những cái tên sáng giá nhất trong làng bóng đá thế giới lúc này, một cỗ máy săn bàn khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ. Nhưng có một sự thật thú vị rằng Haaland từng có cơ hội gia nhập đội tuyển Anh với anh đủ điều kiện để làm như vậy, nhưng điều đó đã không xảy ra. Có Haaland, không chỉ đội tuyển Anh mà bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Còn với anh chàng này, Tam Sư có thể là một sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều để đi tìm sự vĩ đại thông qua các danh hiệu. Nhưng tại sao hai bên lại không thể đến được với nhau? Haaland sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000 tại Leeds, một thành phố miền Tây vùng Yorkshire, phía Bắc nước Anh. Cha của anh, Anfield Haaland, đang chơi cho Leeds United vào thời điểm đó và gia đình Haaland ở lại Anh thêm 3 năm nữa khi Anfield chuyển đến thi đấu cho Man City từ năm 2000 đến 2003, trước khi quay trở lại Bern ở Na Uy, quê hương và là nơi Erling lớn lên sau đó. Mặc dù có cả bố và mẹ là người Na Uy, nhưng dựa trên các điều lệ của FIFA về tư cách của một cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Haaland hoàn toàn có thể thi đấu cho đội tuyển Anh nếu bản thân cầu thủ này mong muốn, cũng như được Liên đoàn bóng đá Anh tạo điều kiện. Vậy thì tại sao anh lại không lựa chọn một đội tuyển quốc gia mạnh hơn, giàu tính cạnh tranh hơn mà quyết định ở lại với đội tuyển quê hương của mình? Có hai lý do chính có thể giải thích cho điều này. Đầu tiên đó chính là bởi khi còn là một tài năng mới nổi, nhiều người đã chú ý tới tài năng của Haaland. Nhưng ban huấn luyện tuyển Anh và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate đã không có những động thái đủ nhanh, mạnh để lôi kéo chân sút này về với đội của mình. Huấn luyện viên Gareth Southgate và đội ngũ ban huấn luyện đội tuyển Anh khi đó lại hoàn toàn ngó lờ Haaland. Và cũng bởi thế nên vị huấn luyện viên trưởng của xứ sở sương mù hiện đang nhận phải khá nhiều chỉ trích sau những phát ngôn trên tờ The Times của mình vào năm 2020. Thực ra tôi vẫn để mắt đến những tài năng trẻ, song Haaland không thể thu hút được sự chú ý khi cậu ấy vẫn còn ở Yorkshire được. Đó là điều chắc chắn, xin được nhấn mạnh rằng không phải là tôi đánh giá thấp Haaland. Tôi chỉ nghĩ khi một cầu thủ đã chơi cho các cấp độ đội tuyển Na Uy từ rất sớm thì bản thân cậu ấy cũng xác định được việc mình nên chọn con đường nào rồi. Tóm lại, thực tế đã cho thấy Haaland dành tình cảm của mình cho đội tuyển Na Uy. Cậu ấy tự hào khi được tiếp bước cha mình và chúng ta cần phải tôn trọng điều đó. Theo ý của Gareth Southgate thì dường như ông tin tưởng vào những chân sút tiềm năng đã có sẵn trong tay mình hơn. Và việc cố thuyết phục một cậu nhóc ở Na Uy gia nhập đội tuyển quốc gia Anh là phù phiếm. Và đó có thể là điều đáng tiếc nhất với những người làm bóng đá tại xứ sở sương mù, bởi họ đã để lọt mất một trong những chân sút đáng sợ nhất thế giới vào lúc này. Lý do thứ hai đến từ chính bản thân của cầu thủ sinh năm 2002, lên tiếng về việc tại sao anh không chơi cho đội tuyển Anh. Haaland đã bày tỏ vào năm 2022: "Tôi đã sống ở Anh trong khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm. Sau đó tôi lại về đến Na Uy và ở lại đó trong một thời gian dài. Vì vậy các bạn biết đấy, chuyện tôi chọn chơi bóng cho đội tuyển Na Uy đến theo cách hoàn toàn tự nhiên. Bạn sẽ không bao giờ biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cha tôi chọn ở lại nước Anh để thi đấu lâu hơn. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn là người Na Uy và tôi tự hào vì điều đó. Vì vậy như Haaland nói, anh có bố mẹ là người Na Uy, sinh ra ở Anh nhưng lại gắn bó với Na Uy nhiều hơn thế. Nên việc anh thi đấu cho đội tuyển đến từ Bắc Âu là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng bên cạnh đó, cầu thủ thuộc biên chế Man City cũng nói rằng không biết tương lai sẽ ra sao nếu bố của anh là ông Anfield Haaland chọn ở lại Anh lâu hơn." Hay nhớ về những ví dụ trước đây, Lukas Podolski thích chơi cho đội tuyển Đức hơn thay vì quê hương Ba Lan, khi Robert Lewandowski có niềm tin mãnh liệt vào việc thi đấu cho Ba Lan và từ chối cơ hội đến với đội tuyển Đức. Chúng ta cũng có thể nói về anh em nhà Boateng, cậu em Jerome đã chơi cho Đức và vô địch World Cup trong khi người Anh Kevin quyết định thi đấu cho Ghana mà không vì điều gì cả. Vì vậy, câu chuyện một cầu thủ có nhiều lựa chọn quốc tịch là điều xảy ra rất nhiều trong bóng đá. Tuy nhiên có thể thấy, để phải lựa chọn thì gần như không quyết định nào có thể là hoàn hảo. Nó luôn là câu chuyện rất khó nghĩ giữa được và mất. Đầu tiên là về phần được, không phải cầu thủ nào cũng sẽ thành công ở cả phương diện câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Có những cầu thủ đã từng ngồi trên đỉnh của thế giới với chức vô địch World Cup, thế nhưng ở chiều ngược lại, cũng có những cầu thủ đạt rất nhiều thành công trong màu áo câu lạc bộ mà lại chẳng thể có được ánh hào quang trên đấu trường quốc tế. Trong trường hợp của Haaland thì lại khác, khá dễ để lựa chọn, bởi ở khía cạnh này thì tỷ lệ thành công và đạt được các danh hiệu với đội tuyển Anh dễ dàng hơn nhiều so với đội tuyển Na Uy. Nhưng để đánh đổi lại cái được đó thì Haaland cũng sẽ mất nhiều điều. Đó là đánh mất đi niềm tin, sự trung thành với quê hương nơi anh lớn lên. Ở Na Uy, Haaland có gia đình, người thân, bạn bè và những cổ viên yêu mến anh hết mực. Ở đó, Haaland cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự gắn bó, anh thích những cánh đồng và lối sống chăn nuôi như những người Viking. Haaland từng chia sẻ về việc anh sẽ làm gì nếu giải nghệ như sau: "Tôi nghĩ tôi sẽ có một trang trại nhỏ sau khi giải nghệ. Hàng ngày tôi sẽ lái máy kéo, cho bò ăn hoặc làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm những thứ giúp cho tôi thoải mái đầu óc nhất có thể. Cuộc sống ở thành phố làm tôi thấy căng thẳng." Nếu ở lại với đội tuyển Na Uy, Haaland còn có thể dễ dàng trở thành biểu tượng, niềm tự hào của quốc gia thay vì đầu quân cho đội tuyển Anh. Hãy thử tưởng tượng Messi chọn thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha thì liệu anh có thể trở thành vị thánh trong lòng hàng triệu người hâm mộ Argentina hay không?
Ngoài ra còn có thể kể đến những cái tên như Pedro Cech, Keylor Navas, Didier Drogba, Samuel Eto'o để làm ví dụ cho phương diện này. Lòng trung thành của họ với đội tuyển quốc gia của họ rất được ngưỡng mộ. Do đó, cách một cầu thủ quyết định sẽ để lại thứ gì và lấy đi thứ gì rất quan trọng trong trường hợp để lựa chọn đội tuyển. Xét đến trường hợp của Haaland, nếu anh nghe theo lý trí, đương nhiên phương án gia nhập đội tuyển Anh sẽ được lựa chọn. Còn nếu nghe theo trái tim mách bảo, anh sẽ ở lại với đội tuyển Na Uy. Tuy nhiên, như ai cũng đã biết, Haaland đã chọn phương án 2. Nhưng vẫn sẽ luôn có những sự nuối tiếc khi phải đưa ra một sự lựa chọn 50-50. Đối với Haaland cũng vậy, bây giờ thì khó có thể nói. Nhưng trong tương lai chưa biết chừng tiền đạo sinh năm 2000 lại tự cảm thấy nuối tiếc bởi sự lựa chọn của mình. Hãy thử cùng tưởng tượng xem nếu Haaland thật sự chuyển đến và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh thì điều gì sẽ xảy ra. Đầu tiên phải nói về những đấu trường quốc tế lớn mà anh sẽ được tham dự. Đã gần 23 năm Na Uy chưa từng góp mặt tại Euro kể từ năm 2000 cho đến nay, và tại World Cup thì con số đó đã là 25 năm và có lẽ sẽ còn kéo dài ít nhất là cho đến 3 năm nữa. Còn với đội tuyển Anh, họ mới chỉ bỏ lỡ Euro 2008 kể từ thế kỷ 21 cho đến nay. Còn tại World Cup, lần gần nhất mà người ta thấy tam sư không góp mặt đã là từ năm 1994. Vì vậy, nếu chọn đội tuyển Anh, Haaland sẽ có thể dễ dàng thường xuyên tham gia những giải đấu lớn thay vì ngồi nhà và xem TV. Đương nhiên, anh cũng sẽ được cùng sát cánh với những người đồng đội xuất sắc hơn nhiều. Ngoài Martin Odegaard ra, thì những ngôi sao trong đội hình của đội tuyển Na Uy như Mohamed Amine, Alunossi, Joshua King, Sander Berger, Christopher Ayer thật khó có thể so sánh với những cái tên xuất sắc xếp hàng giải ở đội tuyển Anh. Kết hợp hai điều ấy lại, thường xuyên được chơi trong những giải đấu lớn và có những người đồng đội, toàn những cái tên lớn sẽ đem lại cho Haaland hy vọng về việc có thể đạt được một danh hiệu cao quý nào đó trong màu áo của đội tuyển Anh. Vị trí trong tương lai lâu dài của anh cũng sẽ được đảm bảo bởi Haaland có thể là một sự thay thế hoàn hảo cho Harry Kane đã sắp bước qua tuổi 30. Viễn cảnh đó đẹp nhưng lại tiếc rằng không thể xảy ra được nữa. Theo trang Goal, Haaland sẽ không thể chuyển sang chơi cho đội tuyển Anh hay bất kỳ đội tuyển nào khác được nữa. Điều này là do các quy tắc về điều kiện thi đấu quốc tế của FIFA. Họ quy định rằng cầu thủ chỉ đủ điều kiện chuyển sang đội tuyển quốc gia khác nếu họ đã chơi không quá 3 giải đấu quốc tế chuyên nghiệp trước 21 tuổi. Còn với Haaland, anh đã chơi cho hầu hết đội trẻ của Na Uy từ U15 đến U21 ngày 5 tháng 9 năm 2022. Haaland được ra mắt đội tuyển quốc gia Na Uy khi chỉ mới 19 tuổi và đã thi đấu gần 20 trận cho đội tuyển này tính đến trước năm 21 tuổi. Vì vậy, theo luật định, cầu thủ của Man City sẽ không thể chuyển sang chơi cho đội tuyển Anh được nữa. Giống như Messi, anh không cần chức vô địch World Cup để trở nên vĩ đại, nhưng có nó, sự nghiệp của Yapuga trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều. Nhưng nếu Haaland vẫn tỏa sáng, vẫn ghi bàn và trở thành biểu tượng cho thời đại mới của bóng đá, anh vẫn sẽ là cái tên được ca tụng chẳng kém gì người đàn anh. Quyết định là của Haaland, và trước khi tương lai thật sự xảy đến, thật khó có thể biết đâu là lựa chọn đúng hay sai.